Thì Hưng có điện thoại giục tôi là anh nói chuyển nhanh tiền cho em để em thu xếp cho người ta. Hưng có là chuẩn bị họp hành đến nơi với vị cảnh sát rồi. Thế thì tôi nói là để chờ tí Hằng nó chuẩn bị. Rất nhiều lần anh Tuấn yêu cầu chị Hằng chuyển tiền, không có lần nào chị Hằng thiếu cả. Tại sao lần này lại thiếu 100? Cái việc rất cần thiết như vậy, tại sao lại để bị cáo phải liên tục hối thúc để rồi anh Tuấn phải ứng 100.000 ra? Lúc là cuối tháng 11 rồi. Thì mấy ngày sau thì là Hằng lo nốt được 250.000. Thế và mang lên cho tôi là mùng 1, tôi nhớ là tối mùng 1 tháng 12 là Hằng mang lên cho tôi 250.000 nữa. Ngay sau khi nhận được cái tiền của Hằng đủ 450.000 thì tôi điện thoại cho Hưng nói là Hằng lo đủ tiền 450.000 rồi. Thì Hưng qua nhà tôi để lấy tiền. Thì Hưng nói em đang bận việc, em sẽ qua sau. Anh Tuấn trình bày rằng là anh Tuấn đưa cho bị cáo vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11, trước ngày bị cáo nhập viện, tức là cái khoảng thời gian hơn nửa tháng. Vậy thì nó là ngày nào? Nó là giờ nào? Cách thức giao nhận ra làm sao? Không có. Không có nhân chứng, không có chứng cứ, không có ngày giờ. Tại sao viện kiểm sát có thể kết luận như vậy? Cái điểm thứ ba ấy là theo những gì thể hiện trong kết luận điều tra và cáo trạng thì anh Tuấn là người có trí nhớ rất tốt. Anh nhớ được chi tiết rất nhiều nội dung từ cách đó rất xa, từ tháng 2, tháng 3 nhớ được. Vì tại sao một cái sự kiện đưa tiền cho bị cáo, một cái khoản tiền lớn như vậy mà anh Tuấn lại không nhớ được đưa cho bị cáo vào ngày nào, mà lại đưa vào cái khoảng thời gian rất dài như vậy? Nên là ba cái điểm vô lý. Anh Tuấn có nói là Hằng nghe thấy em chuyển công tác thì hơi lo lắng. Thì bị cáo có nói là cái việc của chị Hằng ra tự thú là được hưởng theo chính sách của pháp luật, anh biết rồi. Tại cái buổi gặp đấy thì bị cáo có nói rằng là cái việc điều chuyển công tác với bị cáo chỉ là thủ tục hành chính thôi, còn bị cáo vẫn là điều tra viên chính thụ lý vụ án này không? Không có ạ. Anh Tuấn trước mặt anh Tuấn sau bị cáo nói như được ạ. Vì cái đặt vấn đề của bị cáo Hưng ấy là 450.000 này là 350.000 đưa tiếp lần thứ hai cho viện kiểm sát cho đủ 700.000 và 100.000 là cho một lãnh đạo vụ, cho nên là phải là 450.000. Và 450.000 thì bị cáo Hưng yêu cầu tôi là chia làm hai gói, một gói là 350.000 để đưa cho đủ cái hai cái lần cho nó đủ 700, và một gói là 100 cho nó để đưa riêng cho cấp vụ. Thế và tôi đã thực hiện đúng theo yêu cầu của bị cáo Hưng là chia làm hai túi và đặt vào trong cái cặp số. Khi mà chuyển cho lái xe mang lên cho anh Hưng ấy, thì tôi có nói lái xe đây chuyển cái chuối cặp lên trên cho anh Hưng. Thì lái xe cầm cái cặp đấy thì cũng rất là nặng, nó rơi vào tầm từ 5 đến 7 cân. Thế thì cho lái xe bảo cái gì nặng đấy chú, tài liệu mang lên đưa cho anh ấy nha, cứ đưa cho anh cái tài liệu, bảo lấy cặp tài liệu cho Tuấn gửi. Nếu cặp đó là tiền, nếu bị cáo lừa đảo, bị cáo có nhận cái cặp đó ở cổng cơ quan của bị cáo hay không? Cái nơi mà có rất nhiều camera giám sát nên bị cáo thừa biết, bao nhiêu năm công tác bị cáo biết. Cái nơi mà rất nhiều người đi ra đi vào, bị cáo có nhận ở đó không? Trong khi điều bị cáo hoàn toàn có thể nhận được chỗ khác mà, thời gian khác. Từ mùng 1 anh Tuấn đã nhận tiền rồi, bị cáo hoàn toàn có thể nhận chỗ khác. Thế vì là tiền, cho nên là tôi đặt mã số là 124. Thì anh Hưng nói gọi lại cho tôi, tôi nói là tôi bận, tôi không lên được. Và sai cho cháu Huy lái xe sẽ mang cặp này lên. Và cặp phải cặp số và tôi đặt mã là 104. Tôi thông báo cái mã 104 này cho anh Hưng vào cái thuộc cuộc điện thoại buổi sáng của anh Hưng lúc 6 giờ 45 phút ngày 5 tháng 12. Ngày 29 tháng 12 thì anh Tuấn bị cơ quan điều tra bắt. Ngày 11 tháng 1 thì bị cáo bị bắt. Tức là có khoảng thời gian hơn 10 ngày. Nếu mà bị cáo không nghe thẳng, nếu bị đấy là tiền, bị cáo hoàn toàn có thể thống nhất với lái xe của bị cáo, nhân chứng, tạo ra cái lời khai của nhân chứng hoàn toàn có lợi cho bị cáo để chứng minh rằng cái đó không phải tiền, hoàn toàn có thể. Nhưng bị cáo không làm đó, không làm cái đó. Bị cáo hoàn toàn có điều kiện mà có thể làm được, nhưng bị cáo không làm. Bởi vì sao? Rất ngay thẳng, không bao giờ bị cáo nghĩ rằng rượu biến thành tiền. Bị cáo khẳng định rằng bị cáo có nhận được chiếc cặp của từ anh Trình Văn Huy, tức là anh Tuấn đưa cho bị cáo chiếc cặp. Bị cáo hoàn toàn không từ chối cái việc này. Nhưng vấn đề chỗ là chiếc cặp đó có đựng tiền hay không, ngoài lời khai của anh Tuấn cũng không có bất cứ một cái chứng cứ nào để xác định rằng cái cặp đó là cặp tiền. Không có. Bị cáo khẳng định luôn là không có. Bởi vì sao? Vì nó không có thật. Trong cặp là có 4 chai rượu vang. Nói vậy thôi chứ nói cái gì người ta phải nghe được. Nó trơ tráo quá, không đúng sự thật quá, nó không ổn. Anh em mình cũng đã từng được biếu hàng trăm hàng nghìn chai rượu, chưa ai người ta bỏ rượu vào cặp kỹ thuật số mang đi biếu mình cả. Và ngược lại mình cũng đi cho,
đi biếu người khác cũng hàng trăm chai rượu, cũng chưa bao giờ có người nào ngồi ở đây với tính chất là như vậy, trừ khi những chai rượu vang để sẵn trong cái cặp của rượu vang, cái hộp ấy của rượu vang. Con chả ai là bỏ rượu vào trong cặp số để mang đi cả. Thế thì theo vì mang cho mình trọng, cho nên là tôi buộc phải lấy cái cặp cũ của tôi ra và tôi xếp vào đấy theo đúng nhu cầu của Hưng, là một túi 350.000 và một túi là 100.000. Bị cáo vẫn khẳng định một điều rằng là bị cáo bị oan, và kết luận điều tra cũng như là cáo trạng là buộc tội oan cho bị cáo, buộc tội không có bất cứ một chứng cứ nào mà chỉ dựa trên một lời khai một chiều duy nhất để buộc tội cho bị cáo. Cái lời khai này có rất nhiều điểm mâu thuẫn, vô lý, thậm chí là không đúng sự thật mà các cơ quan tiến hành tố tụng không kiểm chứng. Không chỉ buộc tội oan cho bị cáo mà kết luận điều tra và cáo trạng đã bỏ lọt hành vi phạm tội, không chỉ một hành vi và nhiều hành vi, không chỉ có một người và nhiều người. Tôi rất cảm ơn cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã làm việc rất là chi tiết, cụ thể và rất là công minh với cái diễn biến của quá trình phạm tội của bị cáo và đánh giá đúng cái vai trò của bị cáo. Bản chất vấn đề là anh Sơn, chị Hằng và tôi thì khi đưa tiền cho anh Hưng thì đều với cái mục đích sau này chúng tôi xác định đó là hối lộ, đưa hối lộ để thực hiện cái việc là giúp cho chị Hằng và sau này là anh Sơn không bị khởi tố hình sự. Thế nên cái việc mà bị cáo nhận tội danh là môi giới, hối lộ là hoàn toàn chính xác. Bị cáo tin rằng khi anh Tuấn suy nghĩ một cách thông suốt, bị cáo cũng khẳng định rằng nếu anh Tuấn không có một sự tác động nào đó thì anh Tuấn sẽ không trình bày như vậy. Chắc chắn bị cáo sẽ tin rằng anh Tuấn sẽ không trình bày như vậy. Và bị cáo tin tưởng rằng khi anh Tuấn suy nghĩ thông suốt, khi nhận rõ được ai là bạn của anh Tuấn, thực sự là bạn của anh Tuấn, và khi đạo nghĩa và tình người vượt lên trên tất cả, bị cáo tin anh Tuấn sẽ suy nghĩ lại.